đây chú Bảy đang hái rau tiêu để tí về bóp gỏi. Hái rau tiêu chút rau này mập ngoài bờ nhiều lắm chứ Bảy. À trong ấy ấy nhiều lắm. Thịt thịt mấy cái bồn kiển rồi nè. Không bóp rau tiêu chỗ kia mình nữa. Đến bên này hầu cũng bóp gỏi à. Thôi nữa nữa hãy kêu anh Tám khỏi xe đó. Đi đi. Này hái được bao nhiêu chú Bảy? Có hai thêm nữa không? Thêm, đây còn một hồi nữa nè, lát lại đây nè. Đây đâu quá trời luôn nè. Mở cửa ra đi Bin. Mày rửa có ngâm muối không chú Bảy? À, không có muối, mình rửa dưới sơ rồi đó mình ngâm nó chốc rửa cho nó ra sạch bớt ra tét rồi. Tao tét thì mưa nó trội á. Dạ. Bớt cái kẹt của mình nè. Ở bên sau nhà chú Bảy nuôi bò, nuôi bò, nuôi heo. À, nuôi lúc đó nuôi heo là cái lỗ quá nghỉ luôn. Giờ bỏ chuồng trống không vậy? Giờ nuôi ít con bò. À, giờ nuôi mấy con bò con, mấy con bò đó, mấy con bò lứa nuôi. Này là nước dừa hả? Không, chanh. Đường chanh. À, nước chanh đường. Gỏi cần cua. Hay là gọi là gỏi này chấm đường có nước mắm đây chưa? Dạ nói cô cái này là gì chứ vậy? Cá mòi với lại củ hành. Cái này là cá mòi với củ hành. Đây là gói càn cua đặc sản ở Tây Ninh. Rất là đặc biệt. Cái này có bỏ thêm cá gì không? Không. Cá củ hành. Cá củ hành. Cái này xíu mình cũng bánh tráng hay là sao? Bánh tráng. Rồi nước cốt chanh nè, là đường nè, rồi trộn lên cho nó chua, trộn lên rau cần cua cho nó chua, rồi tiếp theo là đậu phộng rắc lên cho nó thơm, rồi xong rồi lấy bánh tráng làm nước mắm cho ngon cuốn đó, đặc sản cần cua. Cái này cần cua hay là cần gọi gì nữa? Cái tên gọi ở đây nè. Càng cua là người ở đây là rau càng cua. Rau càng cua, người ở xứ này là gọi là rau tiêu. Rau tiêu. Rau tiêu tự là càng cua. Ở quê con thì gọi là càng cua nha. Ở đây thì là nam là gọi là rau tiêu. Gọi là rau tiêu. Nè, rau tiêu đây. Nó, thấy không? Nhưng mà hồi nãy sao đậu phộng mà không để. Đậu phộng hồi nãy sao? Cái này mình trộn vậy là xong rồi á, mình xong bỏ rồi thì... rồi bắt đầu làm nước mắm ngon cuốn thịt vô luôn hả? Cuốn thịt vô luôn em. Trộn cá bò xong rồi
Tức là nãy là cái mồi trộn đó. Cái mồi là bỏ lên xào với củ hành trộn vô. Cái này là mình thường trộn với thịt với cá mồi. À, thịt là trộn riêng nè, hồi nãy là cá mồi với lại củ hành. Dạ. Rồi cái này là thịt là trộn sau nữa. Xong rồi lấy cái bánh tráng cuốn vô. Dứt. Nhưng mà phải nước mắm cho ngon nha. Cái này mình chấm với nước mắm nè. Ừ, nước mắm. Cái rau cần cua này thì mùa nào là nó có nhiều hả? Lúc nào cũng có hết. Là tại vì bây giờ người ta gieo hộp mà lúc nào cũng vẫn có nó hết. Chứ không phải là còn ở trên vườn mình học á. Là xong rồi, mình đã xong rồi là nó đứt bông ra nó lên hộp tiếp. À. Còn cái này là mình mua mình gieo lúc nào cũng có hết. À. Không cứ kể cần tháng nào hết. À. Rồi lúc nào cũng có. Dạ, dạ. Xong rồi hả bác? Xong. À. Đây là lên đẩy phải không? Không. Cái này là lên đẩy tiền phải không? Cái này chấm cái gì vậy sao? Nước tương hả? Giờ đem đó luôn làm luôn. Đưa vô, lấy đũa để vô. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mang ra để cuốn bánh tráng. Đây, mồi mới đây. Tiếp, lấy chén, bụng nó ra. Giờ mình sẽ cuốn món gỏi càng cua. À, cuốn vô. Rồi. Ai cuốn vô món cuốn đây, món cuốn đây. Thử rồi, thử luôn. Thế hả? Dạ. Rồi, rồi. Nè, có cái này đây không? Dạ, có. Có rồi, nó lát về hả? Thì em cưới mà, chị ba đi cưới với ông Sơn mà đúng không? Ừ. Cho biết kết quả thôi, ngon hay không phải không? Cho biết kết quả ngon phải không? Chết con á, là con thấy vụ này thì thấy vụ này nữa không? Con thấy rồi nhưng mà dứt liền. Ủa hả? Đúng rồi. Ngon không? Bộ thấy sao? Cảm giác ngon. Nó có cái mùi rau này nó hương vị như thế nào rồi, quay gì ngay miệng luôn rồi ăn mà chua chua là ngọt. Xịt dầu ra miệng luôn rồi. Đúng rồi. Quá ngon. Béo nữa nha. Béo nữa. Tại có thịt nữa. À, tại có thịt nữa. Đậu phộng là thơm. Đây. Nhưng mà thiếu cái đậu rằm. Cái này thường đúng cái này này mà đúng bài của nó là có đậu rằm không? Có. Không, cái này thường thường là không có đậu rằm. Không có. Có rau tiêu rồi. Rau tiêu mà không có đậu rằm. Trời ơi, nãy người ta làm mấy cuốn. Này mẹ xin lỗi ăn hoài mình không bao giờ ngon mà gà, mình ăn là giờ có món thịt gà có bán kẹt không giống chứ giờ mày bỏ thịt gà vẫn không giống bởi vì cái dạng thịt mình ăn riết ớt rồi thơm đài. Dạ anh nói mà hôm nay em đòi lên mua thịt gà, anh nói khỏi đừng mua rồi hết rau tiêu cá mồi với lại đồng hồng. Vậy là rất là ngon luôn. Còn chứ anh mà anh em đây, nói mà đi mua cái này mình bỏ xà lách ngoài nữa được không? Được. Nhưng mà nó không là ăn khỏe. Nó về con biết là nó ăn cay cay, chua chua, ngọt ngọt nó ngon. Xà lách là đặc biệt. Xà lách là con có ăn hủ tiếu, ăn mì. Tức là bánh tráng, thịt luộc, rau. Câu tiêu nó ngon. Nè nè nè. Mà có răng rồi nhiễu, chân nhiễu. Ăn đi con thử coi ngon hay không rồi thưởng thức coi. Mẹ mày đâu? Đây ăn gỏi tiêu, uống rượu đế. Đó ăn vậy ở nhà mấy cái món kia rồi. Ồ, cái gì mới luôn. Cái này đúng luôn. Thấy không?
giờ để luôn tâm thấy không? Giờ ăn gỏi tiêu uống rượu đế tiền về. Nó phải ngủ rồi thấy không? Nó ba giờ có báo rồi con nghỉ. Thịt gà để đồ nói là trong cần chơi mà cứ gà cá mòi thôi. Thôi chúng ta cũng đậu phải cũng phải vậy. Ăn làm cơm. Nó thơm lắm. Dừng lại là chế ăn rồi. Thấy rồi.